Covid-19 cấm vô công viên, nên mình đi cái đường ngoài đây không ảnh hưởng tới ai hết. Đường bờ sông. Kể tiếp cái chuyện anh nghiện này, thì sau nửa tháng rồi tôi bắt buộc phải bán. Khi tôi bán cái kênh đó đi, tôi nhận được tiền và anh ấy lại tiếp tục nói với tôi là: anh Tuyên ơi, bây giờ bạn của em gửi tiền cho anh rồi, mà bây giờ là chắc chắn nó sẽ mua cái kênh này. Và bây giờ mà Tuyên cứ hỏi là: vậy tiền của Tuyên đâu? Mua rồi sao không đưa tiền, không có đặt cọc gì hết trơn á, sao mà bán được? Anh đã đợi em nửa tháng rồi, em cứ hứa mỗi ngày luôn, ngày nào cũng hứa, em cứ làm anh như trò đùa. Và các bạn biết tại sao không? Bởi vì khi anh ta đã phê thuốc vô rồi á, thì mọi tội lỗi của anh ta coi giống như là nó là con số 0 vậy đó. Khi cái thuốc nó vô cái đầu óc mình, nó lâng lâng, nó phê phê, nó vui vẻ, nó còn hơn cả uống rượu uống bia nè. Nên anh ta không có biết sĩ diện, không có biết cái gì là xấu hổ luôn á. Và vì cái lòng tự bi, vì để làm bài học cho mọi người coi, hôm nay Tuyên mới có cái câu chuyện để chắc chắn rằng khi một người bị nghiện thì cái tâm lý tâm thần của họ sẽ như thế nào. Và nửa tháng với lời hứa cụi suốt 15 ngày, mỗi ngày đều hứa, ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau, và không thấy một đồng xu cắt bạc nào, trong khi tiền thì đã nhận của người ta. Rồi khi mà tôi hack Facebook của anh ta, tôi biết người ta gọi kiếm Tuyên, nhưng mà anh ta thì không cho người ta nói chuyện với Tuyên. Đấy, nó tạo ra một sự mâu thuẫn giữa ở bên Mỹ với Việt Nam, và người ta coi tôi là lừa đảo lừa gạt. Anh thấy thật sự rất là khốn nạn, mà cái sự khốn nạn đó là do thuốc của nó tạo ra. Và nếu mà tin lời của anh ấy á, thì tôi biết là sai, nhưng mà tôi vẫn tin để làm bài học. Cạn tới mức độ này luôn đấy. Xong mà bây giờ nó cạn, bữa tối nó cạn quá ha.